với chủ đề Transforming, chuyển mình bứt phá, thương hiệu Volkswagen mang đến nhiều bất ngờ cho khách tham quan Việt Nam Motor Show 2018 với sự đột phá ngoạn mục về sản phẩm với 7 mẫu xe trưng bày tại triển lãm. Toàn bộ gian hàng được lấy cảm hứng từ hệ thống ambient LED trên chiếc xe Touareg 2019. Hệ thống đèn LED của gian hàng được lập trình cảm ứng âm thanh, tạo ra hiệu ứng chuyển động không ngừng. Hòa cùng hệ thống nhạc sử dụng trong chương trình do Nguyễn Bảo Khánh sáng tác riêng cho Volkswagen, tất cả tạo nên một không gian sôi động, đặc sắc, mang đến một góc nhìn và trải nghiệm khác biệt cho khách tham quan. Volkswagen Touareg 2019, SUV đẳng cấp, một tuyệt tác mới từ Volkswagen. Ra đời để thành nam thần trên đường phố, chiếc xe tuyệt đẹp tham vọng nâng tầm Volkswagen, bước vào sân chơi của các hãng xe sang trọng cao cấp. Với chiều dài gần 5m, Touareg mang dáng vẻ bề thế và thu hút mọi ánh nhìn. Chiếc xe sở hữu hàng loạt các công nghệ đỉnh cao, chỉ tìm thấy trên những chiếc xe sang trọng hàng đầu. Touareg 2019 là mẫu xe mà Volkswagen Việt Nam nỗ lực mang về phục vụ cho triển lãm cũng như nghiên cứu thị hiếu của người tiêu dùng. Mẫu xe chưa có giá bán cũng như thời gian chính thức giới thiệu tại thị trường Việt Nam. Volkswagen T1 Allspace là mẫu xe SUV 7 chỗ hoàn toàn mới, phiên bản trục cơ sở kéo dài nhất trong sản phẩm của Volkswagen T1. Tại Việt Nam Motor Show 2018, Volkswagen Việt Nam mang đến T1 Allspace Highline là phiên bản cao cấp nhất của dòng T1 Allspace, được trang bị nhiều công nghệ tiên tiến theo tiêu chuẩn xe Đức. Xe có chiều dài lên đến 4.701m, cho khoảng không gian của 3 hàng ghế rộng rãi, thoải mái cho 7 người lớn. Hàng ghế thứ hai bố trí theo tỷ lệ 40-20-40, có thể gập lại và trượt trước sau khoảng cách 177mm. T1 Allspace 2.0 4 xi lanh tăng áp TSI sản sinh công suất 180 mã lực tại 3.940-6.000 vòng trên phút, cùng mô men xoắn đạt 320Nm tại 1.500-3.940 vòng trên phút, tiêu thụ trung bình 7,8 lít trên 100km ở điều kiện tiêu chuẩn. Kết hợp với hộp số tự động DSG ly hợp kép 7 cấp và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian 4Motion. Giá bán của T1 Allspace 2018 là 1,73 tỷ Việt Nam đồng. Volkswagen Passat trải qua 45 năm hình thành và phát triển, trở thành mẫu xe của năm tại nhiều thị trường lớn. Passat là mẫu xe đặc trưng của sự bền bỉ, thiết kế lịch lãm cùng với cảm giác đam mê mà chiếc xe mang lại cho người cầm lái. Giá bán của Passat 2018 khởi điểm từ 1 tỷ 266 triệu đồng. Volkswagen Scirocco được giới thiệu lần đầu tiên tại triển lãm Geneva Motor Show năm 1974. Nó đã nhanh chóng trở thành biểu tượng dẫn đầu của xe thể thao Đức. Scirocco đã đạt được thành công rực rỡ với gần 1,5 triệu xe được bán ra trên thế giới, trở thành mẫu xe thể thao huyền thoại được giới trẻ săn đón nhiều nhất. Tại Việt Nam, Scirocco R được biết đến là một mẫu xe đầy cá tính và sức mạnh với trái tim là khối động cơ tăng áp TSI 2.0 lít, phun nhiên liệu trực tiếp, sản sinh công suất 208 mã lực. Khối động cơ này được điều khiển thông qua hộp số tự động ly hợp kép 6 cấp DSG với thời gian chuyển số cực nhanh. Xe có giá bán từ 1,4 đến 1,5 tỷ Việt Nam đồng. Volkswagen Polo, mẫu xe tiêu biểu cho dòng xe đô thị, mang trong mình đầy đủ các công nghệ an toàn tiêu chuẩn đến từ Đức. Volkswagen Polo sẽ là mẫu xe thích hợp cho các gia đình nhỏ mong muốn một mẫu xe kinh tế với hệ thống vận hành chất lượng vượt trội. Động cơ trên Volkswagen Polo là loại dung tích 1.6 lít 4 xi lanh thẳng hàng nạp khí tự nhiên. Giá bán của Polo từ 695 đến 700 triệu Việt Nam đồng. Tại Motor Show 2018 thì gian hàng Volkswagen Việt Nam có thông điệp là Transforming, chuyển mình bứt phá. Chúng tôi muốn mang đến những sự đột phá về mặt sản phẩm, mang đến những chiếc SUV sang trọng, những chiếc sedan cao cấp dành cho doanh nhân và những chiếc coupe đầy cá tính. Những khách hàng đến tham quan và đặt xe của Volkswagen Việt Nam sẽ có những chính sách ưu đãi đặc biệt trong 5 ngày của Motor Show. Và tổng trị giá có thể lên đến 50 triệu tùy loại xe. Ngoài ra, tại gian hàng của Volkswagen còn có rất nhiều các hoạt động giao lưu, tặng quà hấp dẫn diễn ra liên tục trong 5 ngày triển lãm, dành cho các khách hàng đăng ký lái thử các dòng xe của Volkswagen.